Dạ, thưa cha, con muốn hỏi, Chúa đã chọn con như thế có phải là một định mệnh hay không? Bởi vì những điều tốt lành xảy đến trong cuộc đời của mỗi người có thể mình không biết để cảm ơn Chúa, nhưng những thất bại, những đau đớn của cuộc đời chúng ta lại nói rằng Chúa đã định. Như thế người Công giáo của mình sẽ hiểu cái chữ định mệnh như thế nào? Vâng. Dạ, con xin trước hết nói theo tư tưởng của văn hóa Việt Nam, chúng ta đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Quan niệm đó chúng ta không được tin ở trong Kitô giáo. Và vì thế với cái tư tưởng mà định mệnh đó, tức là đã hay mua cái gì đó, cái kiểu mà Nguyễn Du nói là cái kiểu mà ông trời đã định, chúng ta không thay đổi được, gọi là số phận đó, thì Công giáo không cho phép chúng ta tin. Và lý do tại sao? Chúng ta phải hiểu Thánh Phaolô có nói đến vấn đề tiền định, nhưng cái tiền định này nó khác hoàn toàn với sự quan phòng, hai điều khác nhau. Tiền định là khi Thiên Chúa định như vậy hả, đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách nữa hả, hay là ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao mới tới được phần thanh cao. Nói như vậy có nghĩa là ông trời ông đã tiền định và bây giờ mình có làm gì cũng không thay đổi được. Người này sướng thì cứ như vậy sướng, người này cực cứ như vậy cực. Chúng ta không được phép tin ở trong thần học Công giáo. Lý do tại sao? Thưa, bởi vì Thiên Chúa của chúng ta không thể tiền định được, bởi vì khi tiền định chúng ta không còn tự do nữa. Mà căn bản của đời sống đức tin Công giáo là tự do. Bởi vì nếu không tự do thì chúng ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, việc tốt cũng như việc xấu. Nếu không tự do thì việc tốt không phải là công trạng của mình, việc xấu không phải là tội của mình. Vì thế tự do là cơ bản để chúng ta sống đức tin. Nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa quan phòng. Quan phòng nó khác với tiền định. Tiền, tôi nói ví dụ, cha mẹ khi mình có một cái khả năng để tiền định cho con cái mà sau này nó làm bác sĩ hay là làm kỹ sư, thì mỗi một ngày nó đi tới trường, mình đi theo, mình cầm tay nó để mà viết. Rồi khi nó đi học, nó học trường nào, nó làm cái gì, mình là cái người làm cho nó. Và cuối cùng nó thành bác sĩ, kỹ sư, bởi vì nó không thể thay đổi được. Thiên Chúa không làm như vậy, bởi vì con người không có tự do. Nhưng cha mẹ có thể quan phòng. Một bên mình gọi là tiền định, determinism ở trong tiếng Anh. Quan phòng là providence. Và một bên mình lo lắng. Ví dụ nó đi học thì mình nấu cơm, mình lo cho nó. Nó đi vào trường y thì mình sẵn sàng đóng tiền. Những cái gì nó cần, quần áo hoặc là sách vở mình mua, cái đó gọi là quan phòng. Mình lo lắng hết để tự nó quyết định nó đi tới cái ngành mà nó muốn. Thiên Chúa ở trong đời chúng ta, Ngài không tiền định cho chúng ta được, bởi vì làm như vậy chúng ta không còn tự do. Nhưng Ngài luôn luôn tạo cho chúng ta mọi hoàn cảnh để trong hoàn cảnh đó, trong bối cảnh đó, chúng ta sống đức tin. Và chúng ta làm với cái quyết định của mình những điều gì tốt nhất, đẹp nhất. Nên nhớ, một trong những điều mà chúng ta hiểu lầm là luôn luôn cho rằng những việc này thất bại, đau khổ rồi chúng ta thấy bất hạnh. Nhưng tất cả những danh từ chúng ta nói, đôi khi nó hoàn toàn vô nghĩa khi chúng ta hiểu về thần học hoặc là hiểu về đời sống đời sau. Chúng ta cho rằng mình đau là một cái bất hạnh, mình thất bại là một cái bất hạnh. Nhưng nếu chúng ta đi sâu vào đời sống đời sau, đi sâu vào đời sống cứu rỗi, thì biết đâu việc đau đớn và việc thất bại là một điều kiện để chúng ta sống xứng đáng một con người tốt hơn. Biết đâu sự giàu có và thành công sẽ đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Vì thế, đừng hiểu, đừng áp dụng những điều chúng ta hiểu với các cách hiểu của xã hội và con người cho Thiên Chúa. Tóm lại, tôi chỉ muốn trả lời anh như thế này. Cuộc đời của chúng ta được Thiên Chúa quan phòng, nhưng Ngài không thể tiền định, bởi vì nếu tiền định, chúng ta không còn tự do để sống. Mà nếu chúng ta không còn tự do để sống, thì việc Thiên Chúa phạt chúng ta là một điều vô lý. Và việc Thiên Chúa thưởng chúng ta là một điều cũng vô lý, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì. Cho nên Thiên Chúa quan phòng và chính chúng ta là người quyết định cho đời mình. Xin mời chị ở trên lầu 2 đấy. Ồ, cái này thì khó quá chị ơi, tôi cũng không biết luôn. Là bởi vì thật sự bây giờ giáo hội đang quan tâm rất nhiều, mà nhất là đối với người trẻ.
Chỉ có điều là không phải ngày nay, mà từ thời ông A-dông, bà Eva cho đến bây giờ, thời nào cũng vậy. Tuổi trẻ, tiếng Mỹ nó gọi là rebellious age. Tuổi trẻ là một cái tuổi có tính cách bạo loạn, có một tính cách muốn làm cách mạng. Bao giờ họ cũng tìm cái gì khác với cái họ đang có. Cho đến khi già một chút rồi, bắt đầu mới calm down, bắt đầu mới cảm thấy bình an trở lại. Chứ không phải tuổi trẻ ngày nay nó khác với tuổi trẻ ngày xưa đâu. Ngày xưa các ông bà già đang ngồi đây, khi vừa lớn lên, cha mẹ họ cũng nói những câu tương tự. Những đứa này bây giờ nó muốn đi ra ngoài phòng luân lý, rồi như nó làm những cái điều mà cha mẹ không ưa thích. Nhưng mà cái câu hỏi của chị là, làm thế nào để cho các bạn trẻ chọn lấy đức tin? Bởi vì các bạn ngày nay đang bỏ đức tin nhiều. Thật sự đây là một câu hỏi rất khó, nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Đối với những người làm cha, làm mẹ, và đối với chúng ta là những người có vụ trách về giáo dục, đừng nản lòng, đừng thấy một số các em bỏ đạo không đi lễ mà cho rằng đây là sự thất bại của mình, chưa hẳn. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn hy vọng và chúng ta cứ cố gắng làm những gì mình đang làm. Nếu một lúc nào đó chúng ta mất hy vọng thì ngay cả chúng ta cũng không sống đức tin, làm sao mà các em nhìn vào gương mình được. Cho nên điều đầu tiên trên hết và trước hết là chính chúng ta phải vững tin và phải sống đức tin. Điểm thứ hai, tôi biết là các em ngày nay không đến nhà thờ và không chọn đức tin theo cái lối định nghĩa của mình. Nhưng không có nghĩa là các em không có đức tin. Trong các cái bài tìm hiểu của xã hội học, người ta cho rằng bạn trẻ ngày nay họ khao khát đời sống thiêng liêng lắm. Chỉ có điều, đời sống thiêng liêng mà họ khao khát, nó không giống như những cái mà mình cung cấp. Đương nhiên nó còn bị sai lệch rất là nhiều. Vì thế cho nên chính chúng ta, nhất là chúng tôi những người giáo dục, chúng tôi cũng phải hiểu để có thể cung cấp cho các em một cái đời sống thiêng liêng, thỏa mãn được cái khao khát của các em. Trong một cái bản tổng kết về tâm lý, cũng cả cách đây hơn 10 năm rồi, 2008 là 12 năm, 11 năm rồi. Người ta nói rằng người thời nay khao khát về đời sống thiêng liêng nhiều hơn là những người cách đây 50 năm, 60 năm. Đơn giản, bởi vì những người trước đây, tức là cha mẹ của chúng, ông bà của chúng, những người đó họ có niềm tin vào tôn giáo, và vì thế việc khao khát thiêng liêng, họ cảm thấy bình thường bởi vì họ tìm được những khao khát đó trong cái cuộc sống hàng tuần, hàng ngày. Ngày nay, các em nó không màng tới, nhưng khi nó cần thì nó không tìm ra. Cho nên cái sự khao khát về đời sống thiêng liêng của các em ngày nay rất cao, chứ không phải là không có. Mà như tôi nói, chỉ có điều cái mình cung cấp nó không thích, bởi vì nó cảm thấy bị vướng mắc. Đương nhiên mình cũng phải giáo dục nó. Và cái điểm cuối cùng, chúng ta cũng phải hiểu là chúng ta đang sống trong xã hội, mà cái xã hội hiện tại nó làm băng hoại đầu độc các em rất nhiều. Và vì thế chúng ta cũng phải có bổn phận, làm thế nào để thay đổi môi trường và cái bối cảnh của xã hội chúng ta đang sống. Một trong những điều mà tôi cứ nhắc nhở anh chị em là thi hành quyền công dân. Mình đang sống trong một đất nước tự do dân chủ, mình nên thi hành quyền công dân của mình để mình bầu lên những người nói tiếng nói của mình. Khi mình không có những người đại diện nói tiếng nói của mình thì những người khác họ sẽ nói tiếng nói của họ, mà tiếng nói của họ đôi khi đi ngược lại với giá trị luân lý và đạo đức mà chúng ta đang tôn thờ Thiên Chúa, hay là chúng ta đang tin vào giáo hội. Vì thế, đừng nản chí, nhưng là một công dân, chúng ta cũng phải thể hiện quyền công dân của mình bằng cách tìm những người nói trúng tiếng nói của mình. Riêng đối với các em, đừng có nghĩ rằng vì nó không đi nhà thờ cho nên nó mất đức tin. Tôi tin chắc chúng ta cứ cố gắng dạy cho các em còn khi nhỏ, và đức tin nó vẫn còn, niềm khao khát của nó vẫn còn. Chỉ có điều chúng ta cũng, bây giờ thì tôi không có câu trả lời, nhưng tôi tin là chúng tôi cũng như anh chị em đang cố gắng, và việc mà mình sống đạo hoặc là những cái cung cấp về đời sống đức tin của những nhà giáo như chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cho các em, nếu không lúc này thì lúc khác. Nhưng chắc chắn một điều, các em không có mất đức tin đâu. Các em đang mong đợi rất nhiều, nhưng mà chỉ có các em đang còn cố chấp và nó chưa chấp nhận, bởi vì cái bầu khí chính trị cũng như xã hội đang đầu độc nó mà thôi. Vâng. Xin mời chị ở trên lầu. Dạ, thưa cha, cho con hỏi là mình có nên treo tượng thánh giá với lại các thánh ở trong phòng ngủ không? Tại vì nhiều khi mình thay quần áo ở trong phòng như vậy thì có bất kính không ạ? Không đâu chị, cứ việc treo đi, không sao hết.
Bởi vì cái tượng, việc mà mình treo hình ảnh tượng đương nhiên cũng chọn những nơi thánh. Đây là một cái câu chuyện có thật để tôi kể để chúng ta hiểu được. Đôi khi mình áp dụng cái sự tưởng tượng trí của con người nhiều quá hả? Khi tôi mới chịu chức linh mục làm phó sứ thì có một cái bà người gốc Mễ Tây Cơ. Bà đi lễ ở nhà thờ tôi một tuần 2-3 lần thôi. Bà đi 2-3 nhà thờ, cứ lễ xong bà chạy đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà có một cái lạ là khi đi vào nhà thờ đó thì không nói, lễ ngày thường khoảng bà đi cũng vài lần, cứ đi vào thì đi xong lễ bà đi ra như thế này. Bà không có chịu quay lưng lui. Thì một ngày kia tôi nói với bà tại sao như vậy? Bà nói bởi vì bà sợ là bà quay lại cái mông lên trên bàn thờ. Bất kính. Thì tôi nói không sao đâu, Chúa nhìn thấy hết mọi sự mà. Nhưng mà cũng không sao, bà cũng không chịu. Thì thôi tôi cứ để bà, tôi thấy bà cũng lớn tuổi rồi. Một ngày kia vừa mới lễ xong, tôi mới ở trong phòng áo. Thì tôi nghe la. Tôi chưa có kịp thay áo tôi chạy ra. Thì bà đi lùi mà có một cái thằng bé khoảng gần 3 tuổi. Nó chạy làm sao bà vấp mà may bà không đè lên chứ nó bà mập bà đè lên là nó chết rồi. May một cái là bà đi bà vấp thì bà đè lên cái chân của nó mà nó khóc thét lên. Mẹ nó chạy tới bồng lên mà tôi nói cũng may thằng nhỏ không gãy chân. Tôi nói ngay với bà không nghe tôi thì Chúa Thánh Thần xuống để dạy cho bà. Và từ đây đó nếu mà bà mà cứ đi như vậy có ngày bà sẽ đè chết mấy đứa nhỏ. Rồi thôi thì bà cũng nghe. Từ đó bà không có đi nhà thờ, tôi thường xuyên nghĩa lâu lâu đi một lần. Khi nào mà bà thấy có tôi đó, thì bà cũng không có đi ra, chờ cho đến khi mà tôi đi rồi thì bà mới tôi không biết bà đi cách nào. Nhưng đến một ngày kia thì bà đau. Bà đau thì tôi đi đưa mình Thánh Chúa. Và tôi biết bà này cứng đầu. Tôi chỉ muốn cho bà hiểu thôi. Bà sống một mình cho nên bà có một cái căn apartment, một phòng của chính phủ cho housing. Mà bởi vì bà yếu chân cho nên họ một cái dãy apartment 3 phòng thì bà ở lầu dưới. Rồi tôi đưa mình Thánh Chúa, tôi nói chuyện với bà. Và cuối cùng thì trước khi tôi về tôi chỉ nói với bà như thế này. Tôi biết là ở trên đó apartment một phòng là dành cho mấy người già, còn trên cái 2-3 phòng là dành người trẻ hả? Tôi nói bà có biết là bà ở dưới tầng này là bà bất kính lắm không? Bởi vì có mấy đứa nó đi trên đầu Chúa ở trên á. Bà mới giật mình. Tôi nói vậy thì bây giờ bà phải tìm cách bà lên cho được tới lầu 3 mà bà lên tới trên nóc bà ở luôn. Chứ mà bà ở dưới tầng người ta là không được. Bởi vì là có người nó đi trên đầu mình. Không, tôi nói đơn giản cho vui vậy thôi nhưng mà thật sự như thế này. Cái lòng sùng kính nó đến từ cái tâm hồn của mình. Và mình là cái người quyết định nơi nào là nơi đáng kính, nơi nào là nơi tôn nghiêm. Và những cái đó nó quan trọng. Còn việc mà chúng ta treo hình ảnh ở trong phòng ngủ nó cũng là một cái nhắc nhở cho chúng ta hả? Sự tử nạn cũng như sự hiện diện của các thánh. Và nó cũng nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều ở trong đời sống đạo đức của mình. Vì thế đừng có lo tới những cái hình ảnh mình treo những cái nơi cung kính như vậy, không sao đâu. Thưa chị, thưa cha, một gia đình sau khi đã qua đời rồi thì ở một cái thế giới bên kia họ có nhận ra nhau là đây là cha mẹ tôi, đây là con cái tôi không? Cảm ơn chị. Bắt buộc phải nhận ra nhau. Và đây là giáo lý Công giáo. Tôi cũng không hiểu là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nếu trường hợp chúng ta sau này mà không nhận ra nhau thì tại sao chúng ta phải đối xử tốt với nhau ở đây làm gì? Chúa Giê-xu nói một ly nước mà chúng ta cho làm một trong những điều mà chúng ta làm cho một trong những anh chị em bé mọn nhất là chúng ta làm cho ta. Câu hỏi thì rất là khó và dài nhưng mà tôi chỉ trả lời vắn tắt cho chị như thế này. Cuộc sống đời sau của chúng ta nó bắt đầu từ đời này và cũng có lúc tại đây tôi cắt nghĩa về sự sống đời đời rồi. Chúng ta là những người được tạo dựng để có sự sống đời đời. Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta nên để rồi quăng chúng ta vào trong một cái sự gọi là tiêu tan. Nihilism nói theo kiểu tiếng Mỹ đó hoặc là tiếng Latin nihil. Tức là rồi đây nó tiêu tan, nó tiêu biến không còn gì cả. Không. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta tồn tại và tồn tại muôn đời. Rồi đây chúng ta sẽ được kết hợp với Thiên Chúa. Và bởi vì chúng ta tồn tại muôn đời, đời đời, cho nên nó bắt đầu từ bây giờ. Cuộc sống đời đời nó bắt đầu từ đây và nó kéo dài mãi mãi. Cuộc sống đời sau thì nó mới bắt đầu đời sau. Nhưng mà cuộc sống đời sau là một phần của cuộc sống đời đời. Bởi vì nó có đời này cộng với đời sau. Vậy thì trong giáo lý Công giáo nói làm sao? Chúng ta bắt buộc phải nhận ra nhau.
Những gì mà tôi dành cho anh chị em, một nụ cười, một ly nước lã, những gì tôi làm cho anh chị em sinh hoạt trong cộng đoàn, hy vọng rồi đây chúng ta sẽ cùng tìm nhau, thấy nhau trên thiên đàng. Và hy vọng lúc đó tôi nhận ra lại anh chị em cũng ngồi như vậy ở trên đó. Bởi vì tương quan của chúng ta không phải bị cắt đứt sau khi chúng ta chết. Như tôi nói, cuộc sống của chúng ta là cuộc sống đời đời, mà cuộc sống đời đời nó đã có, nó đang có. Nếu chúng ta hiểu rằng cuộc sống đời đời nó chỉ bắt đầu ở đời sau, thì chúng ta sai, bởi vì như vậy thì phần cuộc sống ở đây chúng ta cắt bỏ sao? Cho nên, Chúa Giê-xu sau khi sống lại, đương nhiên Ngài có một thân xác hoàn toàn mới, nhưng các tông đồ nhận ra nhờ dấu đanh, các tông đồ nhận ra nhờ dấu hiệu bẻ bánh, thì rồi đây trên thiên đàng chúng ta nhận ra nhau không phải chỉ có gương mặt của mình, bởi vì một con người nó đâu chỉ có phải gương mặt. Cái gì tạo nên lịch sử của một con người? Tôi đứng đây có một cái chiều cao 5'8" rồi có một cái chiều nặng như thế nào, cái đó chỉ là một phần. Bên cạnh đó tôi còn có một cái lịch sử rất là dài, học ở đâu, lớn lên mấy tuổi, thích ăn gì, thích nghe nhạc gì, đi chơi với ai, bạn bè thế nào. Tất cả những cái đó, nó là một cái đặc nét của tôi, chứ không phải của người khác. Vì thế khi gặp lại bạn bè, đôi khi tôi bây giờ phẫu thuật sửa mặt mày lắm mới được như thế này, chứ không ngày xưa nó có được như vậy hả? Đi bơm căng lắm nó mới ra vậy đó hả? Nhưng mà ngay cả khi tôi sửa lại, chỉ cần giọng nói của tôi chỉ cần gửi lại một vài kỷ niệm là người khác nhận ra tôi. Bởi vì cái mà tạo nên tôi không phải chỉ có vấn đề thể lý, đây chỉ là một phần nhỏ. Nó còn tạo ra nhiều cái khác, kỷ niệm rồi, những cái ưa thích, những cái nhạc, màu, tất cả những cái gì đó. Cho nên rồi đây chúng ta trên thiên đàng, không phải mình chỉ nhận ra nhau bằng những cái hình thức có tính cách thể lý, mà rồi đây những người thích cười, những người thích giúp đỡ người khác, có những người thích đùa giỡn, tất cả những cái đó là một phần căn tính của anh chị em. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đó, y như chúng ta đang ngồi ở đây. Ông chị này xong rồi thế này nhé. Thưa cha, mẹ chồng con được rửa tội cách đây vài năm thôi, mà lúc đó bà đã trên 80 tuổi. Cha xứ không cần không qua một cái lớp dạy giáo lý nào cả mà rửa tội ngay. Thì cái lần đó, cái cuộc phục sinh con rủ mẹ con xưng tội, thì mẹ con trả lời rằng mẹ đâu làm gì đâu có tội, thì xin cha giải thích cho con. Vâng, thật sự để giải thích thì tôi nói như thế này. Mẹ chồng của chị rất là thành thật, ha? Rất là thành thật, chứ không phải có một hình thức gì láo đâu. Bởi vì thật sự bà chẳng nghĩ bà có gì tội cả. Đơn giản bởi vì bà chưa hiểu thấu đáo về giáo lý Công giáo. Cho nên cái tội của bà không phải là bà không có tội để mà xưng, mà cái tội của bà là bà chưa hiểu thấu đáo về giáo lý. Bởi vì đối với bà có thể bà nghĩ rằng tội là phải đâm người này, chém người kia, ăn cắp, ăn trộm, mà bà đâu có làm. Ngay cả con cái chúng ta ngày nay, một số khi chúng ta nói nó đi xưng tội, nó nói con chẳng có tội gì xưng. Không phải bởi vì chúng nó nói láo, mà bởi vì nó đã, tiếng Mỹ gọi là lost a sense of guilt, tức là nó mất đi cái ý thức về tội. Đối với mẹ của chị thì bà ta chưa hiểu giáo lý rõ. Đối với tuổi trẻ ngày nay thì chúng nó mất cái ý thức về tội. Và vì thế khi mình nói nó đi xưng tội, nó nói nó có tội gì đâu mà xưng. Bởi vì nó nghĩ rằng tội là phải đâm người này, chém người kia. Còn bây giờ hai đứa thương nhau, dẫn nhau vô trong phòng ngủ, nó không phải là tội, bởi vì nó không hại ai. Ý thức về tội của nó đã không còn nữa. Cho nên để mà sửa đổi thì tôi nói như thế này, trong trường hợp của các em thì chúng ta phải dạy cho nó biết tội là khi mình nghịch lại với luật của Thiên Chúa và giáo hội, mà mình phải dạy nhiều. Nhưng mà cái chuyện này của các em, riêng đối với mẹ của chị thì tôi nói như thế này, bác rất là thành thật khi bác nói câu đó, không có gì sai. Vì thế, muốn để cho bác xưng tội thì chúng ta phải cắt nghĩa cho bác biết, đọc thêm Kinh Thánh cho bác nghe, nói mẹ ơi, Chúa nói rằng những ai mà chỉ cần chửi người khác ngu ngốc thôi thì người đó cũng đã đáng bị phạt ở trong Gehenna rồi. Cho nên tội không phải chỉ có ăn cắp ăn trộm đâu, mà đôi khi mẹ chỉ cần giận dỗi một người khác thì cũng phải bỏ của lễ đi về rồi. Và tôi nghĩ khi bà hiểu như vậy thì bà sẽ đi xưng. Còn bây giờ lý do bà không xưng không phải bởi vì láo gì đâu, bởi vì bà chưa hiểu rõ giáo lý mà thôi. Vâng. Xin mời anh Phần Áo Xanh. Thưa cha, con có một câu hỏi liên quan đến một câu hỏi của người đã nói về cái sự có thể nói là mất đức tin của giới trẻ. Vâng. Và
một số quan tâm của một số cộng đoàn của chúng con ở bên miền Tây đã đạo đạt lên, và cho đến ngày hôm nay thì chúng con vẫn chưa được hiểu biết là trên phương diện giáo sĩ, tức như là các vị lãnh đạo tinh thần về của Giáo hội Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ này, cha đã đi lại nhiều cũng như cha đã hướng dẫn nhiều, thì có một cái kế hoạch nào cũng như có những cái lớp hay là có cái chương trình nào để có thể lôi kéo được giới trẻ của người Việt Nam của chúng ta trên nước Mỹ này để các em tránh bị mất đức tin. Tại vì như chúng con thấy, đa số các em Công giáo mà rời bỏ đức tin Công giáo là các em sinh hoạt ở trong các hội thánh Tin Lành. Và có lẽ nó có cái điều nào đó mà Giáo hội Công giáo của chúng ta chưa nhìn ra, hay nói một cách rõ ràng hơn là các mục tử của người Công giáo Việt Nam chưa nhìn ra để mà hướng dẫn hay lôi cuốn được các em. Thì cha cho chúng con biết là trên phương diện đó các cha đã có phương pháp nào chưa? Vâng, câu hỏi của anh có hai phần. Phần thứ nhất là dành cho giới trẻ, phần thứ hai là giới trẻ Việt Nam. Trước hết nói về giới trẻ Việt Nam, chung chung mà nói, tôi thấy giới trẻ Việt Nam tương đối là khá trong cuộc sống đức tin, nhất là những nơi có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể. Và tôi thấy các em so với dân bản địa thì cuộc sống đức tin của giới trẻ Việt Nam phải nói là chúng ta rất là tự hào. Bởi vì đương nhiên các em không có hoàn hảo, nhưng ít nhất so với dân bản địa thì các em có những cái bước tiến rất là xa. Các cái chương trình cho các em như thế nào thì cái đó tôi không biết. Một phần bởi vì tôi không được phép sinh hoạt với Việt Nam từ xưa đến nay, tôi chỉ có đi dạy thôi à, chứ tôi không có giáo xứ. Rồi một phần nữa thì tôi nghĩ tôi không có được sống những cái vùng đông Việt Nam, cho nên tôi biết rằng ở bên miền Tây như anh nói, bên đó bây giờ có cả giám mục Việt Nam nữa rồi, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái quan tâm chung của các linh mục, các giám mục tu sĩ nam nữ. Vì thế tôi tin là các ngài có các cái chương trình này, và cái chương trình nó tiến hành như thế nào thì cái đó tôi không rành, nhưng mà tôi nghĩ là có. Nhưng mà cái phần thứ hai, đối với các em tuổi trẻ nói chung, mà như anh nói đó là các em khi bỏ Công giáo thì đi qua Tin Lành một số rất là đông, thì tôi xin trả lời như thế này, có hai phần. Phần thứ nhất là các em bỏ đi qua như thế nào, và phần thứ hai là người Công giáo, những người có vai trò lãnh đạo trong giáo hội, các giám mục, các linh mục có nhìn thấy việc đó không. Tôi xin trả lời phần thứ nhất trước. Phần thứ nhất, tôi cũng có cơ hội để dạy ở trường đại học, và vì thế một số học trò của tôi cũng là một số các mục sư. Vì thế cho nên tôi cũng không có lạ gì đối với các mục sư mà đi giảng dạy, hoặc là họ tâm sự với mình về cái cuộc sống hoặc là cái đời sống khó khăn của các mục sư, hoặc là đời sống khó khăn chung của các cộng đoàn Tin Lành. Chúng ta biết là anh em Tin Lành, các em nó đến với con số Tin Lành khá đông, nhưng mà nó đi cũng khá nhiều. Và đây cũng là một cái quan tâm của họ. Và một trong những điều họ muốn giữ các em lại, họ muốn nâng cao con số mà ngày nay chúng ta gọi là mega church, tức là những cái nhà thờ nó rất là lớn. Nó lớn đến độ một người giảng 5-6-70 ngàn người nghe. Rồi họ có những cái satellite, tức là những cái vệ tinh phóng ra bên ngoài, hàng trăm ngàn người theo dõi. Mà đối với những vị mục sư tôi tạm gọi là chân tình một chút, thì người ta cho rằng đây là một trong những cái thất bại của giáo hội, chứ không phải là một sự thành công của giáo hội. Bởi vì càng lúc chúng ta càng chú ý quá nhiều đến những gì con người muốn, để thỏa mãn trong cái lỗ tai của họ những gì họ muốn nghe, để chúng ta kêu gọi họ đến cho đông, thì đó không phải là mục đích của giáo hội. Trong thư thứ nhất Corinto, Thánh Phaolô nói, tôi được sai đi để rao giảng tin mừng, chứ không phải tôi được sai đi để làm phép rửa. Thánh Phaolô nói, tôi được sai đi để rao giảng tin mừng. Và vì khi Ngài rao giảng tin mừng thì có rất nhiều người chống đối. Chứ Ngài không được sai đi để làm phép rửa. Ngài không được sai đi để làm cho cộng đoàn này càng ngày càng tăng. Nếu trường hợp càng ngày càng đông, mà họ đông bởi vì họ yêu mến Thiên Chúa và giữ luật của Ngài, thì đó là một điều mong muốn, được điều tốt. Nếu họ đông chỉ bởi vì chúng ta có cách để chiêu dụ họ, và chúng ta sợ nói những điều mà họ cảm thấy khó chịu, họ dị ứng rồi họ không đến nữa, thì rõ ràng chúng ta không phải rao giảng tin mừng, mà chúng ta đang rao giảng tin buồn. Bởi vì những tin này chỉ làm cho họ cảm thấy khoái, họ cảm thấy thích nghe, nhưng thật sự không thay đổi con người họ. Nói cách khác, những người này khi họ đến để thờ phượng Thiên Chúa trong ngày Chủ Nhật, họ không đến để thờ phượng Chúa, mà họ đến để thờ phượng chính bản thân họ. Và họ chọn điều nào thích họ đi, điều nào không thích họ thôi.
Đây là một sự thất bại. Rồi cũng trong chương diện đó, các em đi bên Tin Lành cũng đông, và nếu trường hợp chúng ta tiếp xúc cũng biết, đi đến cũng đông mà đi cũng đông. Công giáo của chúng ta cũng có, nhưng ít nhất là cái gọi là stability, cái con số ổn định nó cao hơn, cho nên tôi nói về con số các em. Cái thứ hai, vậy thì những nhà giáo dục và những người làm về công việc mục vụ như tôi, như các giám mục có biết được chuyện này? Thưa chúng tôi biết. Vậy thì biết tại sao chúng ta không làm? Thưa chúng tôi đang cố gắng làm. Chỉ có điều chúng ta không thể nào làm mà đi ngược lại với lời của Thánh Phaolô dạy, là tôi được sai đi để rao giảng tin mừng. Nhiều khi chúng ta biến những cái buổi thờ phượng trở thành một cái nơi để chúng ta giải trí, làm cho các em nó thích. Vậy thì đến một ngày nào đó khi nó không thích, liệu nó có đến hay không? Rồi ngay cả việc nó đến ngày Chủ nhật, chốt đến bởi vì nó thích nghe nhạc, nó thích nghe giảng, hay nó đến để thờ phượng Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta hiểu và hiểu một cách sâu xa, thì việc mà những nhà lãnh đạo công giáo họ rất là từ từ trong vấn đề này, bởi vì chúng ta không muốn biến chúng ta trở thành những con người để tạo nên một giáo hội, mà giáo hội này không phải là giáo hội của Chúa Kitô, mà giáo hội của con người. Nói cách khác, ở trong Matthew chương 16, Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? Phêrô, con là đá, trên đá này ta xây hội thánh của ta, mà hội thánh của Chúa thì phải rao giảng lời Chúa. Trừ khi chúng ta tạo thành một giáo hội đông người, mà giáo hội này hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến Chúa. Giáo hội này chỉ kêu gọi con người, mà đôi khi họ đến bởi vì họ tò mò, bởi vì những cái ý riêng, hơn là họ đi theo để thờ phượng. Đây cũng là một điều nguy hiểm. Cho nên để trả lời, tôi biết chúng tôi cũng đang quan tâm, và việc chúng tôi làm có hơi khác một chút, nhưng đừng lo, chúng ta đang đi đúng con đường. Xin mời cô ở trên lầu á. Xin mời cô ở trên lầu nhé. À, thưa cha, con có một thắc mắc là để tỏ lòng tôn kính Thánh Thể thì trước khi mình rước mình Thánh Chúa, mình cúi, mình vái chào. Như vậy thì khi mình qua mình rước máu Thánh Chúa, mình đã có Thánh Thể Chúa trong người mình, thì mình có cần phải vái chào không ạ? Vâng, thật sự cái câu hỏi này thì nó cũng không có gì là khó khăn, tùy theo chị. Bởi vì ngay cả cái nghi thức để mà như chị nói đã tỏ lòng tôn kính, tất cả những cái này nó có tính cách con người và nó có tính cách văn hóa. Ví dụ khi mà chị cúi đầu thì đối với mình đó là một hình thức cung kính hả? Bái quỳ là một hình thức cung kính. Đối với Tây Phương đó không có biết cúi lưng hả? Mình cúi lưng là một hình thức cung kính. Cho nên bất cứ hình thức gì mà chị cảm thấy là giáo hội dạy, hoặc là trong cái phương diện văn hóa nơi chị ở mà nó tỏ lòng cung kính thì chị cứ việc làm. Nhưng mà câu hỏi của chị thì tôi thấy nó có tính cách thần học sâu hơn. Sau khi mình rước lấy mình Thánh Chúa, thì khi mình bước qua máu Thánh Chúa, thì liệu chừng mình đã có mình máu Thánh Chúa rồi, chứ không cần là phải cả hai rồi nên nhớ như vậy, thì liệu chừng mình có tỏ lòng cung kính hay không? Thì tôi trả lời như thế này, bắt buộc mình phải tỏ lòng cung kính. Bởi vì cả hai nó cũng giống như một. Trong giáo lý công giáo dạy, khi truyền phép thì ở trong bánh và rượu đều trở nên mình và máu. Cho nên mình chỉ cần nhận một là đủ rồi. Nhưng mà lý do mình nhận hai để nói lên được cái sự đầy đủ mà chúng ta thường thấy trong cái nghi thức mình làm. Còn việc tỏ lòng tôn kính thì tỏ lòng tôn kính theo với những gì mà chị đã được dạy, hay là trong cái văn hóa riêng của chị. Nếu mà cúi đầu, tôi nghĩ cũng được, đúng. Đó là một thái độ nhẹ nhàng mà cũng rất là tốt. Tụi con hết giờ rồi, nhưng mà chắc lẽ xin cho cha giải thích thêm hai câu nữa nhé. Xin mời anh trước rồi mời chị bên này nhé. À, thưa cha, con có cái thắc mắc là việc đọc kinh cầu nguyện và xin lễ đời đời cho người quá cố, và nếu như người quá cố đã xuống địa ngục rồi thì cái việc làm của mình có được vâng. có được ơn ích gì cho cái người vâng. quá cố đó không? Vâng. Rồi. Cái câu đó, và nếu người quá cố đã lên thiên đàng rồi thì có được lên cao hơn nữa không? Vâng. Tôi trả lời cái câu hỏi của anh như thế này, phải hiểu cái câu hỏi rõ nhé. Nếu mình xin lễ cho một người mà nếu người đó xuống địa ngục rồi thì có ích gì không? Mà nếu người đó lên thiên đàng rồi thì có ích gì không? Thì tôi trả lời như thế này, nó chẳng có ích gì cả. Nhưng đây mới là cái có ích nè. Cái có ích là bởi vì mình không biết. Và cái ích lợi đầu tiên không phải đến cho người chết mà cho người sống. Việc chúng ta đi xin lễ, cái lợi ích đầu tiên không phải cho người chết,
Mà nguyên việc chúng ta chỉ cần nhớ đến người chết, nó nói lên được con người của chúng ta là những con người tốt, là những con người biết lo lắng cho người khác. Và vì thế chúng ta không biết họ lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Thì ngay cả việc nếu họ lên thiên đàng rồi, thì việc chúng ta cầu nguyện hỏi có ích gì không? Thật sự nó có ích cho chúng ta. Bởi vì đối với những người mà họ không quan tâm, họ vô cảm, thì họ chẳng bao giờ lo cho bất cứ một ai. Người sống họ không lo mà người chết họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng đối với những người đã có một cái tấm lòng bác ái, thì không những họ lo cho người sống, họ còn lo cho người chết. Vì thế, chính những người đi xin lễ và cầu nguyện cho người chết, tôi chưa biết người chết được cái gì, tôi chỉ biết chắc người sống đang càng ngày càng tốt hơn. Vì thế, cái đó là cái lợi ích trước mắt. Cái điểm thứ hai, vì chúng ta không phải là đấng phán xét, cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng tôi biết mẹ tôi lên thiên đàng, tôi biết ba tôi xuống hạ ngục, vì thế tôi không xin lễ. Chúng ta, Đức Giê-xu là vị duy nhất phán xét, vì thế những ai đứng vào vị trí này để phán xét mà cho rằng mình biết một cách chắc chắn thì những người này sau này không sao không, tôi biết đi đâu rồi, xuống như này rồi ha. Cho nên đừng vì như vậy mà làm cản trở cái sự trưởng thành tốt lành của chúng ta là những người còn sống. Kết luận, việc chúng ta biết các ngài đi đâu, chuyện đó không biết. Việc chúng ta xin lễ có ích cho các ngài hay không, tôi tin chắc là có ích. Mà ngay cả nếu không có ích, thì ít nhất nó có ích với chúng ta là những người đang sống. Quý vị nào mà không được hỏi hôm nay đó, nhớ dành câu hỏi đó cho ngày mai nhé. Xin mời chị, câu hỏi cuối cùng. Con chào cha, các Kỳ Tổ ở đây. Câu chuyện của con là con có hai người bạn. Một người bạn đang trên đường đi tu với số tuổi trên 50. Rồi trong lớp đó hai người bạn băng, ba người bạn của con là trong quen nhau từ lớp thánh kinh đi ra. Bây giờ cái người đi tu thì đang có hai trường hợp. Một là cái chủ tu đó nhận chỉ nhưng mà chỉ lại không có thích hợp, chị nói là bên đó chưa có tình thương nhiều. Qua chỗ khác, chị đang looking cho một chỗ khác, rồi cái chỗ đó thì đang open cho chị đi đến. Rồi con là cái người được cái chị đó đem tin tức đến là mình chúc mừng cho chị, mình cầu nguyện cho chị. Con đi chia sẻ với một người bạn thánh kinh nữa, thì cái người thánh kinh đó nói là chưa chắc, phải có Chúa gọi mới được. Bây giờ câu hỏi của chị câu hỏi của con là con có nên nói lại cho bạn con nghe không? Nói lại cái gì ạ? Nói cái gì là cái chị này không có tin chắc cho cái chị để được tu chưa? Thôi cũng không hiểu cái câu hỏi của chị, nhưng mà tôi tức là chị này bây giờ chuẩn bị đi qua một cái chỗ khác phải không? Dạ. Và chị nói làm sao? Dạ, thì con muốn chia sẻ cho cái chị bên đây. À. Thì cái chị bên đây thì cậy không có nâng cái tinh thần của chị đó à, lên. Mà nói là mà thôi. Nói, giống như là con thấy bị hạ xuống. Làm cho con buồn thêm rồi. Ok, vậy tôi hiểu rồi. Nè. Vậy thì tôi chỉ trả lời như thế này nè. Thật sự tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Ông bà mình nói một câu rất hay. Bởi vì nhiều khi mình cứ nghĩ là tu là đi ra mình tìm một cái môi trường này kia, thật sự tu tại tâm. Một người mà khi họ đã không tu tại tâm, tu tự nó là sửa tội hả? Nếu mà một người tự họ không có một cái tâm tu thì họ đi tới bất cứ ở đâu họ cũng cảm thấy khó khăn. Đơn giản bởi vì con người cho nên ai cũng có những khuyết điểm, cũng có những cái sai trái. Mà một người không biết tu, không biết tự nhận, không biết nhận chấp nhận sửa lỗi thì họ đi đâu cũng khó thôi. Cho nên tôi đề nghị chị như thế này. Đối với cái người mà đi tu đó thì chị chỉ khuyên như thế này. Nhà tu chỉ là một cái môi trường. Chị mới là người đi tu. Nhà tu nó không làm cho chị trở thành một thầy tu. Cái áo nó không làm nên thầy tu. Cái nhà tu nó không làm nên thầy tu. Vì thế muốn tu thì tự chị phải hiểu trước. Mà khi chị đã có chân tu rồi, tâm tu rồi, thì chị ở bất cứ ở đâu cứ theo với lời của Chúa dạy, thì tôi tin chắc bất cứ chị ở đâu, ngay cả ở nhà, nơi đó là dòng tu của chị. Vì thế đừng tìm kiếm xa xôi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, cuối cùng rồi cũng không tìm được nhé. Vâng. Kính thưa ông bà chị em, một tràng pháo tay thật lớn cho cha. Xin mời quý ông bà chị em chúng ta cùng đứng lên để xin Chúa giúp cho chúng ta sống trọn ơn gọi tu trì của chúng ta trong cuộc sống.